Thủ tướng Anh Quốc gặp Chủ tịch Trung Cộng để thúc đẩy thương mại, tin từ Bắc Kinh. Thủ tướng Anh Quốc ông David Cameron đã hội đàm với Chủ tịch Trung Cộng ông Tập Cận Bình tại Bắc Kinh vào ngày hôm nay, với hy vọng thúc đẩy thương mại với nền kinh tế lớn thứ hai trên thế giới. Hai người đã bắt tay trước khi tham dự một cuộc họp với cả hai đoàn đại biểu Trung Quốc và Anh Quốc. Trước chuyến đi của mình, ông Cameron đã nói rằng ông muốn đặt nền tảng cho một thỏa thuận tự do thương mại trị giá nhiều tỷ Mỹ Kim giữa Bắc Kinh và Liên minh châu Âu, bất chấp sự khó chịu ngày càng gia tăng về tư thế thành viên của Anh Quốc trong khối này. Trong chuyến công du 3 ngày với một phái đoàn khoảng 100 doanh nhân, ông Cameron nói rằng ông muốn Anh Quốc đóng một vai trò quan trọng trong việc mở rộng của Trung Quốc khi mà nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đang nói về việc mở cửa các thị trường của mình. Sự thúc đẩy của ông Cameron cho một thỏa thuận thương mại Liên Âu-Trung Quốc sẽ làm bực tức Ủy ban châu Âu vì họ phản đối mạnh mẽ điều này vì lo sợ Liên Âu sẽ bị tràn ngập bởi hàng hóa nhập khẩu giá rẻ của Trung Quốc. Các nhà hoạt động cũng thường cáo buộc ông Cameron đặt thương mại trước nhân quyền. Trong chuyến đi này, các nhà hoạt động muốn ông đặt vấn đề về những vi phạm nhân quyền ở Tây Tạng. Ông Cameron cũng đã gặp Thủ tướng Trung Cộng ông Lý Khắc Cường trước đó trong ngày và dự kiến sẽ bay đến Thượng Hải và Thành Đô ở tỉnh Tứ Xuyên.